Ly hôm nay thì Ly Nguyễn sẽ đại diện cho FC và hỏi Vương một vài câu. Hôm nay Vương cảm thấy như thế nào? Hôm nay Vương cảm thấy rất là vui. Vương cảm thấy từ Vương như thế nào? Xin chào. Hết rồi, không muốn hỏi gì nữa. Không hỏi nữa. Để kết thúc cái buổi talk show ngày hôm nay. Hỏi. Ly, con hỏi à, Ly tự xuống ở nhà Bung bao nhiêu lần rồi? À, nhiều lắm. Không kêu không hết à? Không kêu không hết. À, sau để kết thúc chương trình thì Ly Nguyễn là thay mặt cho FC chúc Bung thành công rồi mọi người. Chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn.